Chiều nay tại trụ sở tỉnh ủy Hưng Yên, dưới sự chứng kiến của đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Thường vụ hai tỉnh Hưng Yên và Hà Tĩnh đã ký kết chương trình hợp tác phát triển giai đoạn 2023-2025. Dự hội nghị về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo hai tỉnh. Tại lễ ký kết, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên và đồng chí Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng của hai tỉnh thời gian qua. Hai đồng chí khẳng định hai tỉnh Hưng Yên và Hà Tĩnh có nhiều khác biệt về địa lý, điều kiện tự nhiên nhưng cũng có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, truyền thống, văn hóa và các tiềm năng hợp tác phát triển. Hai tỉnh đều được thành lập năm 1831 là quê nội và quê ngoại của đại danh y Lê Hữu Trác, cũng có sự vượt khó đi lên, nhất là sau thời điểm tái lập tỉnh gần 30 năm trước, cũng có quy mô dân số khoảng 1,3 triệu người, cùng nằm ở vị trí chiến lược, có nhiều tiềm năng, lợi thế để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp đô thị, đang cùng trong quá trình vươn lên mạnh mẽ, mang tính đột phá, có sự khẳng định vị thế ở hai khu vực đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 19 của hai tỉnh, có nhiều yếu tố bài học kinh nghiệm có thể chia sẻ và hợp tác để cùng phát triển. Dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Ban Thường vụ hai tỉnh ký kết chương trình hợp tác phát triển giai đoạn 2023-2025 với 4 nội dung trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, 9 nội dung trong phát triển kinh tế xã hội. Những nội dung hợp tác cụ thể giữa hai tỉnh Hưng Yên và Hà Tĩnh sẽ được chúng tôi truyền tải trong chương trình thời sự sau. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.